Ngọc Nga xin kính chào quý vị và bà con. Ở video phản hồi đặc biệt lần này, nhận được sự cho phép của khách hàng Chú Cửu đến từ Phú Thọ đang mua và sử dụng dòng sản phẩm máy ép cán viên S200 phiên bản máng ngang do công ty Bình Minh sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Video lần này sẽ khá dài một chút, hy vọng quý vị sẽ bớt chút thời gian quý báu của mình để cùng nghe, nhìn và thảo luận với Ngọc Nga cách Chú Cửu làm ra cán viên nhờ chiếc máy S200 này, xem nó có gì đặc biệt. Xin mời quý vị. Và video phản hồi đầu tiên của khách hàng Chú Cửu gửi về cho công ty đó chính là video được quay ngay sau một ngày sử dụng máy ép cán viên S200 phiên bản máng ngang. Xin mời quý vị cùng đón xem với Ngọc Nga. Xin chào bà con. Nay tôi mới mua cái máy để làm gia công cám, để giảm chi phí chăn nuôi. Đây là cái máy S200. Rồi hôm nay bắt đầu là thử nghiệm. Thì một tiếng cho khoảng tầm 200-250 gram cám. Đây bà con nhá. Đây là chủ máy. Đây, ngô, vào đây con ngô về, tô tấn ngô về. Thành phẩm làm ra, bà con nhá. Trước khi ấy là cho bà con xem là phơi. Ra phơi khoảng tầm từ 2-3 tiếng là khô, ta đóng tải vào bảo quản. Đấy, có nhá, đấy. Đấy nhá. Đấy, viên cám. Hôm nay có rau này, ngô này, sắn này. Đấy. Đấy. Làm thí điểm. Quá tốt. Quá tốt, bà con ạ. Giảm chi phí. Đấy, đối phương rất dư thừa. Xin chào bà con nha. Đang vẫn làm cái gì đi ra sau này tiếp tục tiếp tục bà con tiếp tục rồi. Vâng, và video tiếp theo của Chú Cửu sẽ giới thiệu tới mọi người nguyên liệu đã được phối trộn và những ưu điểm khi sử dụng máy ép cán viên S200. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Xin chào bà con, nay bà con tôi làm cám máy S200. Này làm nguyên liệu thì bao gồm ngô, sắn, dầu, bèo, ốc, tất cả loại tôm cá, khô cá. Đấy. Đấy. Rồi rồi. Đấy. Rất đơn giản bà con ạ. Đây, một tiếng cho như đang chạy giá trơn này thì nó được vào tầm 2,5 tạ trên một tiếng. Đấy, bà con chạy đây. Đấy, ngô nó ra rất đẹp, rau quá. Rồi, đấy. Rất đơn giản, không phải nghiền nhé bà con nhé. Không phải nghiền. Ngày mai bà con nào có bắt được ốc bươu vàng thì tôi thu mua. Đấy, cám ra đây. Rẻ. Một bao cám giá thành chỉ còn được hơn 100, 120 tính rồi. Đủ loại, chất lượng tốt. Và rồi đây là toàn là thảo mộc, thảo dược. Đây là có các lá ổi, lá hồng xiêm, cỏ, bèo. Đấy, các loại. Rất nhàn, không phải nghiền. Đấy. Bỏ trứng nhá. Đấy, bỏ trứng nhá. Đấy. Ốc. Đó, bèo. Không còn sái nhỏ lắm. Đây, lá ổi. Lá đinh lăng. Đấy, các loại. Rồi. Rất dễ làm. Rồi, là chống lá ổi, chống lợn đi hiểu nhá. Ở đây là cỏ là mang chất rau. Cỏ bèo chất rau. Bà con nào có nhu cầu thì ta mua một cái về làm để giảm chi phí chăn nuôi. Cái nhất là mình làm đơn giản thì nuôi lợn nái rất tốt nhá. Canxi là nái cần nhiều canxi. Đấy. Làm cứ khoảng 2 tiếng thì vào tầm cỡ 4 tạ. Đấy thì thao cho ăn. Bây giờ 4 tạ như là 10 14 bao, 16 bằng 16 bao cám.
bà con thao cho ăn. Có 2 tiếng đồng hồ. Giá thành chỉ vào 120 một bao thôi. Cái chương trình đấy bà con nha. Xin chào bà con. Video này kia chia sẻ bà con tiếp. Dạ vâng, và vừa rồi là video clip chú Kiểu quay nguyên liệu để phối trộn. Và tiếp theo đây sẽ là video chú Kiểu chuẩn bị các nguyên liệu làm ra phẩm viên đầy dinh dưỡng cho vật nuôi. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Sáng ngày như sáng ngày là quay cái phối trộn đang ra rất nhanh, người làm rất cỏ rất đẹp nhá. Ra ngoài cái đẹp. Ba nó cũng rồi rồi, cái này chỉ để phòng tâm đấy, cái này cho ăn được ngay, nhưng mà muốn bảo quản như đây là bảo quản thì chỉ cần để ra ngoài khoảng tầm 3 phút là khô, là đóng tải đấy. Đóng tải được. Đây là có tất cả cái ngô, có sắn, có chấu, rau, như là các dữ liệu là ổi, là hồng xiêm, đấy. Là chất đạm, canxi rất đây. Đây để làm những mẻ sau. Thì bà con nào có ở nông thôn, người ta lên là mua một cái để làm cho giảm chi phí chăn nuôi. Đây đang món này đang hấp cơm cá đấy. Các loại cá có thể làm được. Bây giờ chưa rồi thì chia sẻ bà con đi thôi. Để chào bà con nha. Vâng, và vừa rồi thì quý vị đã cùng với Thu Nga trải qua hơn 6 phút đồng hồ để cùng theo dõi 3 video phản hồi của chú Cửu sử dụng máy ép cắm viên S200 làm cắm viên tại nhà cho đàn lợn là mình. Và thông qua video vừa rồi, chúng ta đã thấy cách chú Cửu phối trộn nguyên liệu đa dạng đầy đủ dinh dưỡng dành cho vật nuôi. Năng suất ra cám của máy S200 một giờ ra được 2,5 tạ cám. Và chi phí theo như cách chú Cửu phối trộn rất rẻ, chỉ có 120.000 trên một bao. Và nếu quý vị muốn thành công như chú Cửu, hãy đến với công ty Bình Minh để sở hữu ngay cho mình dòng sản phẩm S200 phiên bản nó ngang này thôi nào. Và nếu quý vị muốn tham khảo giá của dòng sản phẩm này, Ngọc Nga đã để ở phía dưới phần mô tả. Quý vị chỉ cần nhấp vào là đã có thể biết ngay dòng sản phẩm này có giá như thế nào. Mọi thắc mắc, quý vị vui lòng để lại số điện thoại ở phía dưới phần bình luận. Nhân viên tư vấn của công ty sẽ nhanh chóng liên lạc với quý vị. Và trước khi kết thúc video này, Ngọc Nga xin gửi lời chân thành cảm ơn đến khách hàng chú Cửu đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của công ty và đã rất nhiệt tình gửi video phản hồi về cho phía công ty. Ngọc Nga xin chúc chú Cửu cũng như là quý vị luôn chăn nuôi thuận lợi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.